Rồi chào anh em mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ com Mình rất cảm ơn anh em đã quan tâm đến khoa học lên màu và retouch bằng Lightroom của mình à, Và trong cái khoa học này thì mình sẽ truyền à, đạt cho anh em những cái kinh nghiệm, những cái cách thức sử dụng những công cụ trong Lightroom Và trên hết là tư duy à, để chúng ta sử dụng à, những cái công cụ, những cái hệ màu, những cái histogram, những tone curve kiểu thế Để anh em sử dụng cho nó gọi là hoàn hảo nhất Và Uh, tiếp sau đây sẽ là cái demo uh, một cái bài học ngắn một đoạn ngắn ở trong cái khóa học của mình thôi uh, mình nói về histogram uh, và nếu như anh em là những người chưa biết gì thì đây là một cái khóa học dành cho anh em đó bởi vì um, nó sẽ từ căn bản cho tới nâng cao luôn còn anh em đã biết sơ sơ rồi thì em cũng nên uh, nên học nên tham khảo để chúng ta nắm chắc những cái khái niệm để chúng ta có thể sử dụng uh, công cụ sao cho nó hoàn hảo nhất rất là nhiều anh em thắc mắc là histogram đó là cái gì, mà kể cả chụp hình ở trên máy hình cũng có histogram, cái thanh mà nó chia chia như thế này à, trên Photoshop cũng có trên Lightroom cũng có, hoặc là trên những cái Capture One hay là những cái phần mềm khác cũng đều thấy histogram Vậy thì histogram nó là cái gì? Các bạn thấy nó xuất hiện nhiều như vậy chứng tỏ nó rất quan trọng, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé. Rồi đầu tiên histogram nó là một cái biểu đồ các bạn gọi có thể là lược đồ về cái pixel cụ thể là cái gì thì bây giờ chúng ta vô nhưng mà đầu tiên um, các bạn phân biệt giúp mình một cái vấn đề màu trắng và màu đen nó không phải là màu ha? nó không phải là màu nó là tông nó là tone ha uh, uh, cho nên là anh em phân biệt giúp mình là màu trắng màu đen là không phải màu nó là tông ha bởi vì trong cái nhà, đặc biệt là vẽ thì về những cái màu sắc á, là khi các bạn muốn màu đậm hơn nếu muốn màu nhạt hơn thì anh em sẽ pha với lại màu trắng với màu đen vô để chúng ta có một cái ví dụ như màu đỏ chẳng hạn vậy anh em muốn ra màu hồng thì anh em pha màu trắng vô để chúng ta có một cái tông màu đỏ nhẹ hơn và chúng ta gọi đó là tông màu hồng thì trong nhiếp ảnh cũng vậy nó là trắng đen nó làm tông không phải màu ok ha rồi thì bây giờ đó là sơ qua à, nói chung là một cái keyword để các bạn cài vô đầu các bạn thôi trắng đen không phải màu nó là tông ha à, rồi à, đây là một cái biểu đồ gọi là xương xương. À, sơ sơ về một cái à, histogram gọi là tiêu biểu chúng ta sẽ có những cái vùng là shadow mid tone highlight à, mình có thể mở cái Lightroom lên để cho anh em thấy ha à, ví dụ một cái file hình ảnh này đi đây anh em sẽ thấy giúp mình chúng ta có ba cái vùng ha à, ta có ba vùng ở đây các bạn sẽ thấy um, một cái sơ đồ uh, gọi là cơ bản của một histogram mình sẽ gom hết những cái này lại để anh em thấy nhé mình mở cái wide đi rồi anh em sẽ để ý về cái phần màu xám thôi vậy thì cuối cùng cái phần màu xám này nó là cái gì nó là cái mật độ những cái pixel uh, nằm ở trên ảnh của ông ta theo dải từ đen sang trắng bên trái của ông ta nó sẽ là màu đen Bên phải chúng ta đang màu trắng Và các bạn đang cảm thấy cái những cái pixel nó đang dồn vào giữa Thì chứng tỏ cái hình của chúng ta nó đang có một cái mức độ phân bổ à, Cái à, pixel rất là đồng đều Nó rất là tuyệt vời để chúng ta chỉnh Thì tại sao nó là như vậy Rồi anh em có thể thấy nha Đây là một cái biểu đồ cơ bản Thì đây mình phân vùng ra cho anh em dễ thấy Đây Chúng ta sẽ có ba vùng đó là Shadow, Midtone và Highlight Shadow là vùng à, tối À, vùng bóng đó, vùng bóng tối mờ, à, mid tone đó là một vùng trung bình, vùng trung bình, à, vùng highlight là vùng sáng mạnh. nói chung đó là vùng sáng mạnh này, đây là vùng sáng rất yếu cho tới tối và đây là vùng sáng trung bình. nói chung là có một chút sáng, là màu xám xám kiểu thế. ha, à, rồi thì đây là ở giữa ở phía dưới này thì mình có để nguyên cái giải màu đen sáng trắng cho anh em dễ hình dung này. phần bên shadow tất nhiên đó là màu đen và chuyển dần sang màu trắng là màu white ở à, vùng highlight phần giữa này chúng ta sẽ có cái phần màu xám đó là màu mid tông ha rồi hai cái điểm mà chúng ta đang thấy ở đây các bạn sẽ thấy đây là điểm black điểm đen nhất và điểm white là điểm sáng nhất ha và cái thanh thanh ngang này là thanh dải sáng rồi à, và thanh dọc này chúng ta sẽ có là thanh số điểm ảnh ha thanh mật độ điểm ảnh thì à, cụ thể nó phân bố như thế nào thì ở đây mình có một cái mô tả cho các bạn dễ hình dung đây là Mario ha đây là cái hình gốc đầu tiên của chúng ta nó sẽ bao gồm là màu sắc ha những cái màu sắc các thứ thì khi các bạn chuyển cái hình này về trắng đen bỏ hết màu đi chúng ta còn tông thôi nhớ 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 keyword không trắng đen nhá thì ở đây chúng ta bỏ hết đi các bạn hình dung trong đầu này bỏ hết những cái màu đi thì các bạn sẽ có được cái hình bên cạnh đây là cái hình sau khi mình đã bỏ hết tông đi rồi, à, bỏ hết màu đi rồi, chúng ta chỉ còn lại tông thôi. thì các bạn thấy không? màu đen nè, xám trắng rồi xám nhạt hơn, xám đậm hơn kiểu thế. chúng ta có đầy đủ trong đây. rồi tiếp theo các bạn phân mảnh cái hình này ra thành nhiều pixel. hình chúng ta được cấu tạo từ nhiều pixel. mỗi pixel như vậy nó sẽ có một cái tông khác nhau. ha, thì nó sẽ có tông màu đen, tông màu đó phân bổ ra. ha và từ cái này chúng ta sẽ đưa vào cái histogram của ông ta mật độ nhé thì nó sẽ chia ra ví dụ như là đây là từ giải từ đen nhất cho tới trắng thì chúng ta sẽ đánh dấu ví dụ như là cái màu đen này mình gọi là đen đen số 0 luôn đi ha à, đen số 0 thì mình sẽ bắt đầu đếm đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. mình bỏ đây 13 13 cái pixel mình tách ra 13 pixel màu đen này mình bỏ vào cái phần black cái các bạn hình dung ra không? Tức là chúng ta lấy những cái pixel màu đen Chúng ta để vào cái phần cột Đây Như ở trên cái pixel này mình có nói đó Đây là giải sáng 256 mức Tương đương cho ảnh 8 bit ha Ảnh 8 bit thì chúng ta có 256 Đó là 2 mũ 8 Thì là 256 Thì chúng ta sẽ có 8 200 256 mức à, Từ đen tới sáng thì nó sẽ chia ra thành 256 kiểu thế ha thì đây chúng ta có một phần sáng hơn một chút xíu thì vùng uh, đây rồi đúng không? đây nhất rồi nè. Sau đó chúng ta bắt đầu là từ cái màu đen, màu xám đen ha chúng ta đếm. và chúng ta lại đưa qua cổ tiếp theo. ví dụ như là đây là mốc số 0 thì đây là mốc số 1 đi. chẳng hạn vậy. tất nhiên là có thể nó là mốc số 0, mốc số 1, mốc số 2 thì có thể cái này là mốc số 2. thì thì mình chưa nói nữa, mình giả dụ thôi ha. thì đưa vào cổ số 2 và tiếp theo nó cứ xém dần xém dần cho tới cái, mức ở à, đây là chúng ta họ có hai cái nút áo này đã hai cái nút áo là cái tông sáng nhất là gần trắng thì nó nó nằm ở đây còn ở đây chúng ta không có cái pixel màu trắng nào ở trong hình Mario cả cho nên là cái phần màu trắng nhất đó là không có pixel nào ha thì anh em có thể thấy cái phân bổ cái mật độ chưa anh em hình dung ra chưa thì mình nghĩ là với cái việc bóc tách này thì anh em sẽ hình dung được sơ sơ về cái hiển thị ở đây ha rồi, ở phía bên này các bạn có thể thấy là chúng ta gần như không có cái black nào cả. Ta hơi chạm mà thôi ha. Thì ở đây chúng ta có thể là những cái khu vực này các bạn cảm thấy là nó đen, nhưng mà thực sự nó chưa đen ở cái mức số 0 đâu ha. Hoặc là nó hơi chạm thôi hoặc là chúng ta có một vài cái pixel ở trong hình này thôi, cho nên là đây không có. Bắt đầu cứ vậy ha, dần 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 256 mức để chúng ta lên được điểm sáng nhất. Và đây các bạn có thể thấy này, nó không có cái điểm nào chạm bên phần à, gọi là white point phần bên cái điểm màu trắng cả cho nên ở trên hình chúng ta không có cái pixel nào màu trắng hoàn toàn thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi anh em hình dung ra được không đó thì ở đây nha quay trở lại ở trên Lightroom của chúng ta thì các bạn sẽ thấy một vài cái chức năng là khi chúng ta click vào cái phần histogram này có hai cái điểm ở trên cùng này đó các bạn click vô để nó sáng lên cái viền thì ở đây nó sẽ có chức năng nó báo đen cho chúng ta nó báo những cái vùng bị cháy đen hoặc là bị cháy sáng. Thì anh em có thể click vào cái là các bạn thấy ngay có một điểm màu hơi xanh xanh đây. Những chỗ này là những chỗ đang cháy đen. Đúng không? Ở đây mắt thường mình không thể nào biết được cái pixel nào đang là màu đen. Thì khi các bạn click vào đây thì các bạn sẽ thấy nó đang báo đen liền Còn ví dụ như là hình các bạn cháy sáng, ví dụ như là hình mình chuyển qua cái hình nào có thể cháy sáng đây. Ví dụ như là hình này đi rồi thì đó là một cái đoạn ngắn ở trong cái khóa học của mình anh em cảm thấy như thế nào khá ổn đúng không thì đối với mình, đối với cá nhân mình thì mình rất là tâm đắc về những cái gì mà mình đã truyền đạt cho anh em trong khóa học này, à, Trọn bộ nó khoảng cỡ 20 video, có thể là mình sẽ nâng cấp thêm à, những cái video, những cái kiến thức mới về những cái chức năng mới của Lightroom mới ra, chẳng hạn vậy mà các bạn chưa có kiểu thế, à, và mình sẽ à, luôn luôn tiếp thu những cái ý kiến của anh em, những cái câu hỏi của anh em, à, giải đáp những cái thắc mắc của anh em trong quá trình anh em học, à, nhớ nhắn tin trên fanpage của mình nhé hoặc là gọi vào hotline mình đã cung cấp ở trên fanpage cho anh em. thì à, cái cách học rất là đơn giản thôi là anh em có thể chuyển khoản uh, cho mình email mình sẽ gửi qua email cho anh em và anh em có thể coi trực tiếp ở trên Google Drive hoặc tải về máy và mình hy vọng là cái khóa học này sẽ giúp ích được nhiều cho anh em nhé uh, chào các bạn mình là Nguyễn Hoàng Phúc tại com bye bye